cho những cây hương là hương tâm hồn giạt sóng đi xa. Đánh đây sông hồ kể đến mong chờ từ bao năm qua. Sao đi đi mãi không đành con tim, cho đây thiên đời bao giờ thôi quên. Ai nhớ ai thương trong giấc êm đềm tha thiết gọi tên. Chim xưa nhớ rừng như trời nhớ sao, như mình nhớ nhớ. Đêm nghe gió động thương cho lá rụng sầu nghiêng nghiêng bao. Đường đời luôn tên sông hồ nấp bên, câu ca muôn thuở chẳng ngàn đời chiêu, chỉ một tình yêu. Có những cánh buồm chuyển bên quay về, về với quê hương Nam mong chờ giờ đã heo mòn mình. Mây răng răng tới cho chiều nay mưa, cây đa bên cũ con đò lắm xưa. Sông nước lưng ngờ ca khúc mong chờ xin ghép vào. Tối ngày hôm nay ngày 2 tháng 7 năm 2022, vâng, trước màn hình nhỏ các bác và anh em đây, điện tử tập 3 đang test thử và combo của hát có tổng giá là 26 triệu 800 các bác nhá. Đó, 26 triệu 800 combo của hát này bao gồm 4 thiết bị. Thiết bị đầu tiên đây là một cặp loa JBL bãi xịn JRX115, loa sử dụng một bát 40 từ 16 cồn 63, một mic đép kèn thùng gỗ vỏ ngoài bọc lì. Vâng, cặp loa này bên em vẫn đang chào bán giá 15 triệu các bác nhé, anh em nhá. Giá 15 triệu cho một cặp loa Mỹ JBL JRX115 bass 40. Đấy. Tình trạng cặp loa này còn zin nguyên bản. Zin giữa An Z các bác nhá. Và đây là một chiếc đẩy đẩy 3 kênh các bác này. Đấy, đẩy 3 kênh Martin AT3088 này. Đấy. Đây là một chiếc băng số T6S này. Băng số này bên em nó sẽ áp rất ok các bác nhá. Và đây là một cặp mic MultiBT KG680. Loa này tiếng bass đánh rất mềm sâu các bác nhá, đẹp lầy. Karaoke với cặp loa JBL thì nó thích phải nói là lời rất là bay các bác nhá. Mây răng răng cho chiều nay mưa, cây đa bên cũ con đò lắm xưa. Mong chờ xin kết vào thương.